Hello, xin chào mọi người, lại là Nôn đây. Hôm nay mình sẽ dạy phát âm tiếng Nhật cho mọi người nhá. Từ đầu tiên là như. Mọi người nói liên tục y và ư nhá. Y ư y ư y ư y ư y ư y ư. Như. Được chưa mọi người ơi? Bây giờ nhá. Như. Như mẹ. Yuki. Yume. Từ thứ hai là ju. Mọi người nói liên tục ji và u nhá. Ji u 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 ji u. Ok không? Bây giờ nhá. Ju. Jugyo. 17歳. Từ thứ ba là zi. Cách phát âm là đóng răng lại để lưỡi sao răng rồi phát âm thử nhá. Zi. Ok chưa? Ví dụ như là zi. Shi zi lei. Shu zi zi. Zi zi mu. Các bạn còn thấy từ nào khó phát âm thì mọi người comment bên dưới cho nó biết nha. Bye bye.